Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa thứ ba tuần một, mùa thường niên. Ngày 9 tháng Giêng năm 2023. Bài đọc 1. Đức Chúa đã nhớ đến bà Anna và bà đã sinh ra Samuel. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Hôm ấy, bà Anna đứng dậy sau khi đã ăn uống tại Silo. Tư tế Eli đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Đức Chúa. Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở, bà khấn hứa rằng, lạy đức chúa các đạo binh, nếu ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tiên ngài đây, nếu ngài nhớ đến con và không quên nữ tiên ngài, nếu ngài cho nữ tiên ngài một muộn con trai, thì con sẽ dâng nó cho đức chúa mọi ngày đời nó, và giao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Vì bà cầu nguyện lâu giờ trước nhang đức chúa, nên ông Eli để ý quan sát bà. Bà Anna Nga thầm thỉ trong lòng, chỉ có môi bà mấp máy, không ai nghe thấy tiếng bà. Ông Eli nghĩ rằng bà say rượu, Ông Eli bảo bà: Bà còn say đến bao giờ? Hãy lo giả rượu đi. Bà Anna trả lời: Không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, mà chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại, chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã cầu nguyện cho đến bây giờ. Ông Eli trả lời: Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin người. Bà thưa, ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài. Rồi người đàn bà ra đi, bà dùng bữa, và nét mặt bà không còn như trước nữa. Hôm sau, họ thức dậy từ sớm, họ đến sụp lạy trước nhang đức chúa, rồi trở về nhà ở Rama. Ông Enkana ăn ở với bà Anna, vợ mình, và đức chúa đã nhớ đến bà. Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel, nghĩa là đức chúa nhậm lời, vì bà nói, tôi đã xin đức chúa và người ban nó cho tôi. Đáp ca, tâm hồn con hoan hỉ vì Chúa là đấng cứu độ con. Tâm hồn con hoan hỉ vì Chúa. Nhờ Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Tâm hồn con hoan hỉ vì Chúa là đấng cứu độ con. Cùng nọ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn còn kẻ đói được an nhàn thư thái người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn tâm hồn con hoan hỉ vì chúa là đấng cứu độ con chúa là đấng cầm quyền sinh tử để xuống âm phủ rồi lại kéo lên chúa bắt phải nghèo và cho giàu có người hạ xuống thấp người cũng nhắc lên cao tâm hồn con hoan hỉ vì chúa là đấng cứu độ con kẻ mọn hèn chúa kéo ra khỏi nơi cắt bụi Ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Tâm hồn con hoan hỷ vì Chúa là đấng cứu độ con. Tung hô tin mừng. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Hallelujah, tin mừng. Người giảng dạy như một đấng có uy quyền Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Tại thành ca phát na um ngày sa bát Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng, ông Giêsu xu Nazareth, -ja chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi. Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa nhưng Đức Giêsu quát mắng nó, cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau, thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Suy niệm, trong tin mừng theo thánh Marco. cô ta không thấy có những bài giảng dài như tin mừng mát theo hay do an. Nhưng bù lại mát cô đã kể khá nhiều phép lạ của Đức giê -xu. Khung cảnh của bài tin mừng hôm nay là hội đường vùng ca phát na um vào một ngày sa bát. Theo mát cô, Đức giê -xu đã bắt đầu sứ vụ từ đây. Chúng ta cần xem Ngài đã sống ngày sa bát như thế nào. Trước hết Ngài đã vào hội đường và giảng dạy. Thánh mắt cô không kể lại nội dung của bài giảng, chỉ cho biết là người ta sửng sốt khi nghe ngài. Vì cách giảng đầy uy quyền và lời giảng thì mới mẻ. Phép lạ đầu tiên Đức giê -xu làm ở hội đường này là trừ quỷ. Ở đây có một người đàn ông bị thần ô uế ám. Trước sự hiện diện của Đức giê -xu, anh ta sợ hãi nên kêu lên. Ông giê xu na gia -ja -rét, ông đến tiêu diệt chúng tôi ư. Tôi biết ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Sự hiện diện của đấng thánh cũng đủ làm cho thần ô uế phải khiếp sợ vì ô uế và thánh thiện không đội trời chung. Và đấng thánh thiện có khả năng triệt phá thần ô uế. Lời của Đức Giêsu bây giờ là lời trừ quỷ, lời quát mắng, lời ra lệnh đầy uy quyền, lời khiến thần ô uế phải tuân theo. Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế đã nhập vào và làm người ấy bị tha hóa, bị mất tự do, bị chi phối và sai khiến như một nô lệ. Lời Đức Giêsu là lời giải phóng để anh ấy được thật sự là mình được giải thoát khỏi tình trạng ô uế. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị ô nhiễm. Từ không khí, nước uống đến những sản phẩm nhiễm độc của con người. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là bầu khí ô nhiễm về tinh thần. Bầu khí ô uế của sét thấm vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Xin Đức Giêsu trả lại cho ta sự trong sạch nơi cái nhìn. Sự trong trắng nơi trái tim và sự trong suốt nơi mọi cuộc gặp gỡ. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, Giàu sang danh vọng khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của chúa không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương chúa dành cho từng người trong chúng con amen con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen